Ôi, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay trên tay của mình đây là một sản phẩm một em gái mặc bikini có thể cởi được, một sản phẩm bằng silicone rất đẹp. Tên của sản phẩm này là Nozomi Kusunoki. Đấy, tên ở bao bì là có đấy. Rồi mình sẽ mở lấy em nó ra. Như thường lệ thì những cái sản phẩm nó sexy như này thì thường cái vỏ hộp của nó rất là mỏng. Mình sẽ rạch cái lớp băng dính dán bảo vệ xung quanh ra đã. Rồi, cái tấm nhựa đế này. Rồi, bên trong lớp chống sốc thì là nhân vật chính được bọc khá cẩn thận. Đây là nhân vật chính của chúng ta đây, là bằng silicone khá mềm và dẻo. Rồi tí nữa mình sẽ đi vào chi tiết của nhân vật sau. Ở bên trong nó thì đánh kèm thì chỉ có là một cái quần lót này, một cái quần lót có dây làm bằng nhựa và có một cái khuôn mặt đi kèm nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ trở lại với sản phẩm. Đấy, sau khi mình mặc quần mặc áo đàng hoàng cho em nó, nhìn nó kín đáo hết có thể rồi thì nó chỉ là như thế này thôi. Sản phẩm này chiều cao của nó không cao lắm bởi vì tư thế đang ngồi mà ngồi dạng tháng là luôn này. Và chi tiết cho anh em xem, cùng chi tiết mắt. Ok, cái nét mặt làm cũng tương đối chi tiết, ổn được. Đây nhá, cái này là một silicone này, ngực mềm silicone này. Không chỉ ngực đâu, ngoài ngực ra, có cái thân dưới của nó cũng là một silicone mềm luôn. Đấy, hai bên bắp đùi này. Tuy nhiên là hai cái chân và hai cái tay thì lại là một nhựa cứng. Từ bả vai đổ xuống thân, trên thân dưới là đều làm bằng silicone mềm hết. Đấy, silicone mềm thì là nó mang lại cảm giác sờ nắn nó chân thực hơn cho tất cả anh em. Đây đằng sau của nhân vật. Đấy, mình cũng làm có xương sống nhìn nó tương đối thật nhé. Chỗ này những cái phần đấy thì cũng làm bằng silicone hết. Ấn vào nó độ mịn độ mềm dẻo này. Đấy, silicone này. À, sản phẩm này thì nó sẽ cởi được cả áo ngực và cả quần lót nhé. Đương nhiên là mình cũng không thể thiếu được cái phân cảnh là cắt và tháo quần lót và tháo áo ngực ra cho anh em được chiêm ngưỡng. Anh em xem chi tiết khi mặc đồ lên đồ của em nó trước đã. Rồi mình cởi cái quần lót ra thì đây là cái bộ phận phía dưới của nó. Tiết chuẩn chưa, được chưa, quá đẹp luôn. Mình đang phân vân không biết là có nên làm mờ cái view này đi không nữa. Thôi cứ để nét căng cho anh em xem cho nó sướng nhá. Đấy, ngực mềm nhá. Tất cả những cái chỗ quan trọng mà anh em cần mềm thì nó đều mềm hết. Đây là cái quần lót mà mình vừa tháo ra đây này. Quần lót thì nó làm bằng nhựa thôi, nó có hai cái dây hai bên, nó có cái vòng móc đấy, vòng móc nhỏ nhỏ này, nó móc vào. Còn đây khuôn mặt,
Nếu mà cảm thấy mà cái mô hình này nó vẫn còn chưa đủ gợi cảm ấy thì anh em lắp thêm cái khuôn mặt này nữa vào thì nhìn nó càng dâm hơn. Cái mặt kìa. Đấy, đây là cái áo có thể cởi ra. Mềm luôn, đỏ hầm luôn. Ok, có lẽ video đến đây là kết thúc được rồi. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm thì ở dưới phần mô tả video như thường lệ thì mình sẽ để link sản phẩm của mình ở đó. Các bạn có thể tham khảo giá cả và theo dõi các sản phẩm tiếp theo của mình trên nó. Rồi, anh em đi qua để lại một like đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo.